dưa hấu là loại trái cây mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi ăn thường xuyên. Với hàm lượng nước cao và hương vị ngọt ngào, không chỉ giúp giải khát mà còn có tác dụng hỗ trợ nhiều chức năng trong cơ thể. Đặc biệt trong những ngày hè nóng nực, dưa hấu rất phổ biến ở Việt Nam. Dưới đây là 6 lợi ích tuyệt vời của dưa hấu. 1. Dễ tiêu hóa Dưa hấu chứa nhiều nước và thịt mềm, dễ tiêu hóa ngay cả với những người mắc, các bệnh tiêu hóa như viêm đại tràng, hoặc bệnh Crohn, viêm ruột mạng tính. Đối với những ai gặp khó khăn về tiêu hóa, dưa hấu là một lựa chọn an toàn. 2. Làm đẹp da Với hàm lượng vitamin A, B6 và C, dưa hấu giúp da mềm mại, mịn màng và dẻo dai. Có thể dùng dưa hấu làm mặt nạ dưỡng da bằng cách trộn một thìa nước ép dưa hấu với sữa chua, thoa lên mặt trong 10 phút để làm sạch lớp da khô, xỉn màu. 3. Cung cấp nước cho cơ thể với 92% là nước, dưa hấu giúp bù đắp lượng nước cho cơ thể một cách hiệu quả. Việc duy trì lượng nước đủ giúp tránh được các triệu chứng như mệt mỏi, buồn ngủ, đau đầu, chóng mặt và thay đổi tâm trạng do mất nước. 4. Bảo vệ khớp. Beta-cryptoxanthin, một sắc tố tự nhiên trong dưa hấu, giúp bảo vệ khớp khỏi bị viêm, giảm nguy cơ mắc viêm khớp dạng thấp. Lycopene và vitamin A còn có lợi cho mắt, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng và hỗ trợ sức khỏe xương khớp. 5. Bảo vệ tim. Dưa hấu chứa citrulline một axit amin giúp cải thiện lưu thông máu và giảm huyết áp. Lycopene trong dưa hấu cũng có tác dụng giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Để tối ưu sức khỏe tim mạch, nên duy trì lối sống lành mạnh kết hợp ăn nhiều rau củ quả. 6. Cung cấp chất chống oxy hóa. Lycopene, chất tạo nên màu đỏ của dưa hấu có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư và tiểu đường. Loại dưa hấu không hạt chứa nhiều lycopene hơn, giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và ngăn ngừa cháy nắng. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.